Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với bệnh sởi tại huyện Chư Quynh. Bệnh nhân là nam, sinh năm 2023, trú tại thôn Nam Hòa, xã Đờ Rây Bờ Hăng, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Đây là trường hợp thứ hai mắc sởi được ghi nhận trên địa bàn tỉnh trong năm 2024. Ngày 21 tháng 6 năm 2024, bệnh nhân có triệu chứng sốt, người nhà đưa đi khám, mua thuốc uống nhưng không đỡ. Ngày 30 tháng 6 năm 2024, bệnh nhân được đưa lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng sốt cao, ho, họng đỏ, được chẩn đoán viêm phổi, nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan, sốt xuất huyết, dengue ngày 8. Trong thời gian theo dõi và điều trị tại bệnh viện, trẻ vẫn sốt cao liên tục, xuất hiện phát ban đỏ nhiều vùng trên cơ thể, được chẩn đoán sốt phát ban nghi bệnh sởi và chỉ định lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật xét nghiệm. Ngày 5 tháng 7 năm 2024, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã phản hồi kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh sởi. Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai xử lý môi trường bằng hóa chất chloramin B tại nơi ở và khu vực xung quanh nhà bệnh nhân, hướng dẫn gia đình khử khuẩn đồ chơi, dụng cụ ăn uống, nơi sinh hoạt của bệnh nhân và truyền thông trực tiếp công tác phòng chống bệnh sởi.